Hi, hello, xin chào các bạn nha. Bữa nay gạo lang ra nhiều quá nên hình thử mình ngắt vô để chiều mình xào tỏi. Cái thùng gạo lang này thì chắc nếu mà các bạn mà có coi những cái video trước á thì các bạn biết mình trồng như thế nào rồi ha. Bây giờ mình lặt một mớ gạo lang này vô lát chiều xào tỏi ăn. Thấy gạo lang không? Đó. Nó ra vậy nè. Ở đây mình chỉ ăn ăn đọt như vậy thôi. Ăn đọt với lại cái ăn lá, mấy cái lá mình ngắt lá với lại lấy cái đọt mình ngắt mình chừa nó lại một vài nách để đằng mà kỳ sau có mình ăn nữa, chứ nếu mà mình ngắt cái đọt của nó mà mình ngắt sát vô á thì kỳ sau mình không có ăn. Ví dụ cái đọt nào mà còn ngắn quá thì mình chỉ lấy lá thôi. Cái thùng gạo lang này mình trồng á, mình thấy nó ít vậy á, chứ thực ra nó nhiều lắm. Mỗi lần mà mình lặt vậy á, mà nhà mà bốn người á, rồi phải ăn hai lần thì mới hết nè. Đó, giống như cái cọng gà già vậy nè, thấy không? Các bạn thấy không? Cái cọng gà già vậy nè. Mình chỉ ngắt cái đọt thôi. Mình ngắt cái đọt với là cái lá, chứ mình không có cắt nguyên cọng. Mình cứ để nó, để dành nó về cái chừng nữa mấy cái nách này. Mấy cái nách của cái lá này nè, đó, thấy không? Các bạn thấy không? Ở đây nó ra mấy cái đọt nhỏ nhỏ ở đây nè. Kỳ sau ở đây bắt đầu có khoảng chừng 2 tuần thôi là ra là bắt đầu mình ăn được mấy cái đọt đó. Không có bao nhiêu mà ăn, chứ thật ra nó nhiều lắm. Mà đặc biệt cái là lá non không, đọt non không và nó không có sâu nữa. Tại mình trồng trên cái thùng này nè, nó không có chạm đất. Nó nằm trong cái thùng này nó không có chạm đất nữa. Như các bạn thấy lá non không à, đó. Không có một cái lỗ sâu luôn, rất là ngon. Mà sau khi mình luộc mình xào lên mình ăn nó cũng không có sảm nữa, nó cũng không có sơ nữa. Nhưng mà mình trồng gạo lang bồn này á, mình cũng nó hơi cực cái là mình lúc mà mình đi hái vậy nè, mình ngồi mình hái như vậy á thì nó mình không cần phải vô lặt lại. Mình chỉ ngồi một chỗ mình hái như vậy thôi. Nó cực hơn cái là thay vì người ta trồng ở dưới đất á, người ta cứ cắt đại đi, cái người ta vô nhà người ta ngồi người ta lặt. Còn mình á thì phải ngồi coi như là mình lặt tại chỗ luôn. Có nghĩa là mình chỉ đem vô mình chỉ rửa lại. Rửa lại rồi làm ăn thôi. Chứ mình không có cắt giống như gạo lang mà trồng dưới đất, người ta cuộn vô nguyên một đống hay là người ta cắt vô nguyên một đống rồi bắt đầu người ta vô nhà người ta mới cắt. Nhiều lắm. Cái này là mình mới ăn hôm khoảng 2 tuần trước ha. Bây giờ là nó ra như vậy rồi đó. Nếu mà mình cắt hết thùng này á, nếu mà là nhà 4 người ăn á là phải ăn 2 lần. Và gạo này được ăn 2 lần. Nếu nhà 4 người ăn á. Còn chỉ có hai vợ chồng thôi, mà nếu mà ăn gạo này á là coi như mình ăn hàng tuần luôn, coi như là mỗi tuần mỗi ăn luôn, có ăn hoài vậy đó, tuần ăn một lần. Còn nhà đông người thì nói nào ngay mình phải chờ khoảng 2 tuần á, thì mới có ăn một lần. Và mình thích, rất thích ăn gạo lang này. Gạo lang này á, là mình ăn nó sạch, không có sâu, mà mình cũng không có bỏ phân bỏ thuốc gì hết, tại vì nó nằm cách mặt đất mà. Nếu các bạn biết cái thùng gạo lang bồn nữa, cái chữ mà gạo lang bồn nữa nó xuất phát từ đâu á và nó như thế nào, tại sao người ta gọi là khoai lang bồn, thì các bạn kiếm lại cái mấy cái video cũ mình lúc mà mình làm cái thùng gạo lang này nè. Chắc mình nghĩ chắc cũng cỡ khoảng 6 tháng rồi đó, 6 tháng trước. Thì ở đó mình có nói lý do là cái chữ khoai lang bồn, tại sao mà có cái khoai lang bồn, cái tên. Và tại sao mình làm cái thùng này. Thật ra mình làm cái này á, mình trồng á, một phần là cho, tại vì mình muốn giữ diện tích đất, cái sân, để rằng mà nhà mình có em nhỏ
mình để cái sân cho nó chơi, nên mình không có muốn bài chồng ra tùm lum mà không có sân cho trẻ em nó chơi đó. Đôi khi có trẻ em tới hoặc là con mình nó ra đây nó chơi thì không có sân chơi, nên mình mới làm trong một cái thùng gì đây, rồi đầu mình khoan mấy cái lỗ mình trồng. Mình nghĩ đối với lại những người ở Việt Nam á, thì người ta nghĩ khoai lang, rau lang này á, nó bình thường. Nhưng mà mấy anh chị ở Úc, ở Canada, ở Mỹ thì người ta sẽ hiểu được cái giá trị rau lang ở nước ngoài nó như thế nào. Thực ra mình một ký rau lang này ha, mình nói một ký rau lang sạch như vậy ha, mình lặt ra là một ký, mình có thể là trị giá một ký rau lang sạch này á, đổi được 2 ký thịt bò nha. 2 ký thịt bò Úc mà thịt bò mắc tiền á, chứ không phải là thịt bò rẻ tiền nha. Thịt bò mà 20 đồng một ký á, nếu mà một ký rau lang mà mình lặt ra sạch như vậy, một ký rau lang sạch rồi đó, là mình có thể mua được 2 ký thịt bò đó. Có nghĩa là thịt bò có nghĩa là rau lang nó mắc gấp đôi cái giá thịt bò đó nha. Nên đối với ở Việt Nam, những người ở Việt Nam coi video của mình làm như vậy á, thì thấy nó là tầm thường, bình thường. Người ta nói có rau lang thôi, đâu có gì đâu. Mà nhưng thật ra ở đây, nếu mà những người mà ở Mỹ, ở Canada, mình nghĩ nhất là ở Canada là cái xứ lạnh, trồng với lại Âu Châu, trồng rau lang nó khó. Tại thường thường rau lang, nếu mà trồng rau lang ở bên ngoài á, là chỉ được mùa hè thôi à. Ngay cả mình trồng ở dưới nhà má mình cũng vậy, rau lang chỉ trồng được mùa hè thôi, nếu mà trồng ở ngoài á. Còn mình trồng trong cái thùng này á, là mình ăn được quanh năm luôn. Cái này là mình trồng lúc mà trước mùa đông nè, thì sau mùa đông 3 tháng, lúc mùa đông 3 tháng mình vẫn ăn. Và bây giờ ở đây á, là vô tới mùa xuân rồi. Hiện giờ là tháng đầu tháng 11, có nghĩa là vô mùa xuân được một tháng rồi. Thì mình vẫn ăn cho tới bây giờ đó. Thì có nghĩa là nếu mà mình trồng rau lang bồn như vậy đó, trồng trong thùng như vậy á, là mình ăn được xuyên suốt quanh năm luôn. Có nghĩa là quanh năm lúc nào cũng có. Chỉ có điều là mùa đông thì nó ra chậm hơn, thì mình ăn ít hơn. Còn mùa hè hoặc là mùa thu, mùa xuân á, thì nó sẽ ra nhiều hơn. Mỗi lần mình hái một thùng, mình hái hết trên một thùng như vậy nè, là vô 4 người ăn, nhiều lắm, là làm cho 4 người ăn đó. Còn nếu mà 2 người ăn đó, là mình chỉ hái phân nửa thùng này thôi, mình chỉ lặt phân nửa thôi, phân nửa cái mình để ra cái tuần sau mình ăn tiếp đó. Còn nếu mà ăn nhiều người thì mình lặt hết một lần. Không biết các bạn coi trong video thì sao, chứ nếu mà ở ngoài thấy ở bên ngoài, thực tế bên ngoài á, cái lá của nó rất là ngon. Trồng mình trồng trong thùng như vậy nè, không có một miếng sâu nào hết, không có một cái lá sâu luôn. Và mình cũng không có trồng bằng thuốc, mình cũng không có bỏ phân, cũng không có bỏ thuốc luôn ha. Mình chỉ cắt cỏ mình đổ vô trong thùng, mình đổ vô thùng rồi tự động nó phân hủy ra, tự động nó mục ra thành phân thôi, chứ mình cũng không có bỏ đất. Các bạn coi lại mấy cái video cũ các bạn sẽ thấy lá to vậy chứ mà nó non lắm, nó non xèo luôn, non xèo luôn, non xèo luôn. Ở ngoài chợ ở đây, ngoài chợ Việt Nam, thường thường người ta một bó nó bán một bó, thì nó ngắt khoảng 5 cái đọt lan gì đây, dài cỡ chừng hơn gang tay, cỡ gang gửi tay, người ta cắt 5 cái đọt, 5 cái đọt, xong rồi cái lá người ta bó vô thêm một chục lá nữa, có nghĩa là 10 lá cộng thêm 5 cái đọt giống như vậy, thì người ta bán 2 đồng, có khi 3 đồng. Nhưng mà mùa này thì không có đâu nha, người ta chỉ bán lúc mà mùa hè thôi à.
mùa hè khi nào mà lan mà nó lên rồi đó, đô lan nó lên rồi đó thì mới có. Còn mùa đông với lại mùa xuân, mùa thu á thì không có đâu, chỉ là mùa hè thôi. Người ta cái lá lúc mà mùa hè thì nói nó ngay nó hơi dài vậy nè, thì người ta bó vô 10 lá cộng thêm 5 cái đọt nữa là bán 2 đồng, có khi 2 đồng, 2 đồng rưỡi, có khi 3 đồng. Người ta cắt 5 cái đọt này vô về tưởng hay là có đọt nhiều lắm, tại nó bó ra một bó khoảng bao lớn như vậy, nhưng mà về á mình thấy mình coi á thì nó chỉ có được 10 cái lá và 5 cái đọt, và cái lá nó cũng già lắm, tại vì người ta cố tình người ta để cho cái lá nó lớn nó to ra đó, nên là thử ra cái cọng này á, ai về mua về người ta phải lột ra gì đó, người ta phải lột ra gì thì mới ăn được, còn nếu mà không lột ra gì thì ăn không được, tại vì người ta cố tình người ta để cho nó già, để cho cái lá nó bự á, để lúc mà bán người ta thấy nó nhiều quá, chứ thật ra là nó già không à. Còn rau này của mình á, mình trồng xong rồi bắt đầu mình đem vô là mình chỉ rửa rồi mình nấu ăn thôi, mình không cần phải lặt lại đó. Thường thường mình lặt á là mình cứ lặt như nè, xong rồi mình cứ ngắt lá hoặc là cái đọt giống như cái đọt này nè đó, mình ngắt ngang như nè, như vậy là mình đem vô là mình chỉ rửa rồi mình ăn thôi, rửa xong rồi mình nấu ăn thôi, chứ mình không cần phải lặt lại. Sau khi mình lặt rồi là nó vậy đó, những cái lá lớn như những cái đọt lớn thì mình ngắt đi, đây, giống như mấy cái đọt lớn này, mình ngắt đi thì sao nó sẽ đâm chồi ra rồi mấy cái lá này nó sẽ lớn lên, rồi thì sao những cái lá này khoảng chừng tầng là lá nó gần bằng tay rồi, bằng cái lá bự hồi nãy rồi, là mình ăn tiếp tục. Cây nhà lá vườn bây giờ được nhiêu đây nè, tại mình lặt mình ém xuống vậy đó, chứ thật ra nó nhiều lắm mà đó, các bạn thấy không, nó nhiều lắm á, cũng nhiều lắm đó. tại mình ém xuống này vậy đó, chứ nhiều lắm. Rồi, bây giờ mình đem vô mình rửa, rửa xong rồi nếu mình kỹ thì mình bỏ vô mình ngâm nước một chút cho xíu cho nó sạch, xong rồi mình rửa rồi một lát mình sẽ đi xào tỏi về cho bà xã mình ăn. Ok, bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn video sau. Nếu các bạn thấy video này không có tào lao á thì hãy comment, like và share cho mình ha. Mà nếu mà còn chưa có subscribe á thì hãy subscribe nha, kế bên subscribe nó có cái chuông á, bấm thêm cái chuông cái nữa, rồi nhớ trong điện thoại á, mở cái thông báo lên thì mỗi khi mà có video mới nhất á, thì nó sẽ thông báo cho các anh chị, cô chú bác và các bạn liền ha. Thì mình cảm ơn các bạn theo dõi video này. Nếu mà thấy không có tào lao á thì like cho em một cái, còn nếu tào lao quá thì thôi cứ dislike đi nha, để em biết video nào mà ví dụ mà em làm cái đề tài hay cái topic nào mà em mà thấy dislike thì em sẽ không có làm nữa. Lâu lâu tại vì ở nhà thì mình khoe một chút xíu cây nhà lá vườn của mình nó như thế nào thôi, chứ không có ý gì đâu nha. Cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp lại các bạn video sau, bye.